Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy giảng đề ngay, thầy chia sẻ lại đề cái bài thầy đi giảng tu chuyển nghiệp ở chùa Phật Huệ rồi đó. Giờ thầy giảng một lần nữa là tu chuyển nghiệp 2. Quý đệ cho nghe được kỹ tại sao mà chúng ta không bị bệnh nhiều. Nếu này tụng ngũ bộ chú, ngũ bộ chú là Om Ram, mình đọc rồi đó ha. Om Ram Sri Mani Padme Hum Chale 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 Svaham Rom. Và Om Ram Sri Mani đó là nó là ngũ bộ chú, đó là ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Mình đừng có nhìn hả câu chú mình nghĩ là phải có quyền bí hay là không có. Ngũ bộ chú là ngũ hành của vũ trụ là kim mộc thủy hỏa thổ. Kim mộc thủy hỏa thổ trong cơ thể mình có tâm can tỳ phế thận. Tâm là tim, can là gan, tỳ là bao tử, phế là phổi, thận là thận. Thận đó, người nam là thận. Thận, người nam nói người ta đau thận quá. Tức là tâm can tỳ phế thận mình nó ứng với ngũ hành bên ngoài là kim mộc thủy hỏa thổ bên ngoài này. Nếu mà mình tụng ngũ chú giỏi, y đại bi giỏi, mình nói theo khoa học thôi, đừng có nói thì cái chuyện huyền bí, gọi là hả nói chú là cái nghĩa tới huyền bí lạ lùng. Việt Nam mình có cái bệnh như đó, hả thấy nghe đọc chú là mà ôi cha này chơi bùa, biết bà bùa con bà gì đâu, ổng ngậm chú rồi nghiệm chú rồi mình nghĩ là nó linh. Không có, mình tụng mật chú tức là linh ngữ, một cái dạng linh ngữ của nước ngoài. Khi mình tụng á, cái luồng dao động của cơ thể mình á, tất cả cơ thể mình là dao động hết, là những nhịp rất là nhanh. Tại ra khi mà mình tụng ngũ chú nhiều với lại đại bi nhiều á, thì luồng năng lượng cơ thể mình nó tăng trưởng rất là nhiều. Thí dụ luồng năng lượng cơ thể mình để cái một nhịp, thí dụ là 100 tỷ nhịp đi, một giây đúng không? Nhưng mà quý đệ tụng kinh nhiều, đại bi ngũ chú nhiều á, thì tăng lên là 100 mấy chục tỷ nhịp một giây á. Nó tăng nhanh như vậy á, thì cái luồng năng lượng cơ thể nó tăng trưởng càng mạnh chừng nào, thì cái hệ thống miễn nhiễm cơ thể mình á, biết hệ thống miễn nhiễm đâu đúng không? Nó gọi là cái immune system á, hệ thống miễn nhiễm này á, nó sống nhờ năng lượng. Nếu năng lượng cơ thể mình càng lúc càng nhiều qua sự tụng kinh tu luyện của mình á, thì luồng lượng nâng cao chừng nào thì hệ thống miễn nhiễm nó mạnh mẽ chừng đó. Hệ thống miễn nhiễm nó mạnh quá thì bệnh tật không tới được. Thấy khoa học chưa? Nhưng mà mình lại không nghĩ cái cạnh khoa học, mình nghĩ cái cạnh là huyền bí nào đó. Là cái đầu mình nghĩ là bậy rồi. Để mình tụng ngũ của chú đại bi, mục đích chính là mình tăng cao cái nguồn năng lượng sống trong cơ thể của mình. Năng lượng càng nhiều thì hệ thống miễn nhiễm nó càng mạnh. Hệ thống miễn nhiễm càng mạnh chừng nào á, thì bệnh tật càng ít. Thấy khoa học ghê chưa? Bây giờ nhớ chưa? Chúng ta nói mạnh, nói khỏe, đi đứng vững vàng là bởi vì cái năng lượng mình nhiều, mình mạnh. Chứ trung đạo cũng chẳng có đặc biệt hơn ai hết. Nhờ cái tụng kinh nhiều hơn người ta chút xíu thôi. Thí dụ mình lại tụng 10 biến thì tụng 11 biến, giờ đủ rồi đó. Dừng chút xíu. Thì mình tụng kinh mà mình làm biến hay mình kẹo á, là tự mình làm cho mình không khỏe. Tụng kinh cho mình, hả mình khỏe, là tiên bên cạnh nhà mình có nhờ hưởng cái phước tụng kinh của mình, họ được cái phước đó. Nên mình càng tụng càng nhiều, phước báu càng nhiều, nghiệp lực càng mỏng, bệnh tật càng ít. Cho nên hả mình chấp nhận tu là mình sẽ chuyển được cái nghiệp của mình đã từng tạo tác trong quá khứ, trong hiện tại, trong tiền kiếp, trong hiện kiếp. Thế nên khi mình tụng đại bi hoặc ngũ bộ chú hoặc tụng A Di Đà phổ môn, mình phải nhìn vào khía cạnh khoa học, chứ đâu có nhìn khía cạnh gọi là cầu cạnh mơ hồ van xin. Mình không có van xin ai hết. Thầy nói tại sao chúng ta không cần van xin. Thầy hỏi mình để trả lời, mình sẽ hiểu tại sao mình không cần van xin. Không có nghĩa là mình tự cao tự đại, nhưng mà mình chấp nhận cái quyền thiêng liêng của mình. Thầy nói tại sao chúng ta có quyền thiêng liêng. Thầy hỏi mình để trả lời, mình sẽ hiểu được. Nếu mình chấp nhận đó là cái quyền của con người của mình được như vậy, nếu mình chấp nhận như vậy thì mình sẽ khỏe. Rõ không? Nếu mà mình để trả lời đúng những gì mình để nghĩ là đúng và biết, thì huynh đệ sẽ chấp nhận sự thật mình là ai. Phật ở đâu? Nói gì trả lời thì phải nhớ ra nha. Phật ở đâu? Chắc chưa? Tâm ở đâu? Đó, tâm ở trong thân. Nếu không có cái thân này thì tâm không có chỗ ở. Còn có nghĩa là ông Phật không có chỗ ở, đi lang thang thế gian, gọi là ma, đúng không? Chứ mình chết mà mình không đi theo ông Phật mà đi vòng vòng gọi là gì? Ma. Cái gặp ai bám, gặp nhà người ta đẹp đẹp cái bám vô lấy xin nhà của mình, nhập vô nó tầm bậy tầm bạ. Không phải cái nhà của mình là vô là nó bậy à, nó gọi là ma nhập. Đúng không? Giữa mình với một ông Phật này có một sợi dây mỏng mảnh, rất là mỏng mảnh mà không thấy hình tướng. Sợi dây này có thể đi tận cùng vũ trụ rồi nó quay trở về với chính bản thể của mình. Sợi dây này tiếng Anh nó gọi là silver string, mà tiếng Việt Nam gọi là tử khí á.
sự dây tử khí này mất, mình sẽ không vô nhà này là được, hiểu không? Mà không trở lại cái nhà này được á, thì không nhập vô nhà được, cái nhà này sẽ ngủm, gọi là chết đó. Cái hồn mà không trở vào nhà được tức là mình sẽ chết. Cho nên sự dây tử khí này á, nó chắc hay không chắc á, là do mình, nghiệp mình ít hay nghiệp mình dày. Nếu mà chắc chắn vững vàng thì phước báo và nghiệp sẽ mỏng. Còn mà dây nó mỏng mảnh quá là do nghiệp mình quá nặng và bệnh tật quá nhiều thì dây này sẽ mỏng, rất là dễ vỡ. Chứ đụng chuyện một cái là dây xây đứt ra là mình sẽ không trở về cái nhà mình được, nó gọi là ngụm, tức là chết đó. Rõ chưa? Thì bây giờ mình muốn cho cái sợi dây tử khí này mạnh mẽ hơn, để mà cuộc sống mình mạnh mẽ, làm lợi lạc cho ba tháng, mình phải ngồi xuống công phu năng nổ tu tập, để mình giúp cho mình chuyển cái nghiệp của mình từ trong quá khứ, trong hiện tại, trong thiền kiếp, mình chuyển hết cái nghiệp xấu qua trở thành cái nghiệp tốt, thì cuộc đời mình sẽ hưởng tất cả những gì gọi là phước báo của thế gian. Với điều kiện chúng ta phải ngồi xuống tu tập, tu tụng, siêng năng, tận tâm tận lực tu, thì mình sẽ chuyển được tất cả những gì mà tạo tác trong quá khứ, đó là tu chuyển nghiệp, chắc chắn sẽ chuyển. Thí dụ người này có cái số phải chết, đụng xe chết, nhưng mà nếu tu miên mật không ngừng nghỉ, mình sẽ chuyển qua không còn bị chết mà sẽ bị trầy trụa tay chân gì đó. Mà bản thân người ta phải tự ngồi xuống nha, còn ông thầy bà cô chỉ là phụ thôi, chứ đừng có đem tiền bạc lên cho thầy cô, thì cô làm cũng không giải quyết nghiệp của mình đâu. Cho nên muốn chuyển nghiệp của mình phải ngồi xuống tự tu, tự chứng, tự biết những gì mình đang làm, chứ đừng có nhờ người khác, đừng có coi bói xem thầy xem tướng, không giải quyết được sự việc mà đâm vào mê tín gì đó còn khổ nữa. Bây giờ vấn đề muốn tu chuyển nghiệp hay là muốn được cái tiếp tục sống cái cuộc sống bệnh tật như vậy, vấn đề tự quyết định. Thì hỏi lại, Phật ở đâu, tâm ở đâu, thân mình làm cái gì của cái tâm? Chính là chánh điện, cái nhà của cái tâm. Nhưng nếu chúng ta luyện đạo, ăn uống đầy đủ, chăm sóc cái thân này trong sạch tinh khiết, nó trở thành chánh điện của ông Phật mình. Bây giờ mình nói lại, thì biết cái nhà này là chánh điện của Phật rồi, thì ông ở trong nhà này là ai? Là ai? Ông Phật, đúng không? Thì Phật ở tâm mà, tâm trong thân, thì cái nhà mình là nhà của Phật. Bản chất thiêng liêng của mình là Phật. Mỗi một cá nhân như thế này là một ông Phật đang ngồi trước mặt. Nhưng mà chúng ta không bao giờ chấp nhận cái tánh thiêng liêng là Phật của mình. Vì không chấp nhận cho nên mình vẫn tiếp tục đi lang thang trong vòng sinh tử, vẫn tiếp tục sanh ra rồi bệnh tật, rồi già rồi chết. Chúng ta chấp nhận như vậy chứ không chấp nhận sự thật mình là con cái của Như Lai. Bởi vì không chấp nhận sự thật cho nên chúng ta tiếp tục sống eo uột, sống đau khổ, sống lây lất, sống trầy trật, sống không lúc nào được an lành. Bởi chúng ta không chấp nhận sự thật mình chính là con của Như Lai, mà bản thể thiên nhiên của mình chính là thế gian gọi là Phật. Hiểu chưa? Cho nên để sống biểu lộ cái tánh Phật này, chúng ta phải biểu lộ bằng cái tánh thương yêu ba tánh chúng sanh. Đó là cái cách duy nhất để biểu lộ tánh Phật. Mà biểu lộ được cái tánh này rồi, tự nhiên thân thể mình sẽ cường tráng khỏe mạnh, rất là khỏe. Bởi vì mình nói chuyện mà cái giọng mình mạnh mẽ, tướng đi mình vững vàng mà lanh lẹ, thì chứng tỏ là cái nhà mình rất là sạch, rất là mạnh, rất là khỏe. Mà cái nhà này mạnh khỏe thì ông Phật có cho ở rất là chắc chắn. Nhớ không? Thí dụ bây giờ đó bệnh đó, tu mà tu riết mà tu rị riết cái bệnh hai đầu gối như đây, đi không nổi, đây tu không trúng mà không chịu sửa. Hả? Tu là sửa, chữ tu của Tàu á, tu bằng chữ sửa Việt Nam. Nhớ không? Tu sửa. Nếu mình không chịu sửa tức là không phải là sửa tu. Muốn sửa được là phải hành. Hành cái gì? Không phải hành hạ bản thân mình, hành hạ chánh thân xác mình, không phải hành hạ những người xung quanh vì sự hiểu biết hạn hẹp của mình. Mình phải hành những gì mình đã học của Phật Pháp. Mình làm những điều lợi lạc cho ba tánh chúng sanh là hành, tạo phước. Nghĩ thiện làm lành là tạo phước. Tụng kinh trì chú là tạo trí tuệ, danh phước huệ đầy đủ. Cho nên người tu phải hiểu, tu tụng, tụng niệm, hành thiền, làm việc cho ba tánh chúng sanh, giúp đỡ mọi người xung quanh. Đó là phương pháp duy nhất chúng ta tạo phước cho việc tu học. Mà trong cái tạo phước đó mình cũng chuyển được cái nghiệp xấu của mình đó. Rõ không? Nếu mình không biết tạo phước, không nghĩ thiện làm lành, tụng kinh trì chú, dứt khoát mình không chuyển nghiệp được. Để muốn chuyển nghiệp được, chúng ta phải tu một cách khoa học, không được mê tín dị đoan. Biết mình tụng kinh trì chú, mục đích chính là giúp đỡ cho thân xác mình mạnh khỏe, sạch sẽ, làm cho thân xác trở thành chánh điện của Phật, sống những điều tốt lành, làm lợi lạc cho bá tánh chúng sanh, giúp đỡ những người cần mình giúp đỡ.
làm trong khả năng của mình và biểu lộ cái tánh thương yêu của mình cho mọi người á, lúc đó mình mới chuyển được cái nghiệp lực của mình đã từng tạo tác. Rõ chưa? Không ai có thể thay đổi nghiệp của ngày hôm qua, nhưng chúng ta có thể làm thay đổi nghiệp lực của ngày mai bằng cách là sống chân thật trong hiện tại, sống ngay lúc này, sống lợi lạc cho ba tánh, làm lợi lạc cho ba tánh, nghĩ lợi lạc cho ba tánh, làm cái gì cũng gì cho mọi người. Mình nghĩ, mình làm, mình nói đều lợi lạc cho mọi người, chính là sống chân thật. Sống thật trong hiện tại thì tương lai sẽ hoàn hảo. Nếu mình để không sống thật trong hiện tại thì tương lai mình để sẽ trầy trật. Cho nên để chuyển nghiệp cho ngày mai, chúng ta phải sống hiện tại, chân thật trong sự hiện tại đây á, thì ngày mai nghiệp ngày mai sẽ chuyển. Ngày hôm qua mình đã từng tạo tác, hôm nay sống cho đàng hoàng chân thật để sửa lại lỗi lầm trong quá khứ, để mà chuyển nghiệp trong tương lai. Nếu huynh đệ muốn sống đời sống hạnh phúc an lành, làm lợi lạc cho ba tánh chúng sanh, con cái của chư Phật, huynh đệ phải biết sửa đổi bản thân mình, phải từ bỏ những gọi là cái thói hư tật xấu, những huân tập không tốt lành, huynh đệ mới chuyển nghiệp được. Rõ không? Rõ chưa? Mình biết cái mình là ai đó. Mình khi mình biết mình đã là ai rồi á, các vị nói khi con biết con là ai, con biết mình là ai, mình phải sống chân thật với mình là ai. Cho nên chúng ta muốn có đời sống an lành hạnh phúc, chúng ta phải biết giữ gìn cái chánh điện này trong sạch bằng những tư tưởng, bằng lời ăn tiếng nói, bằng hành động. Mình giữ cái tam nghiệp mình được an lành. Tam nghiệp rất là quan trọng trong cuộc sống thế gian. Ý nghiệp là tất cả. Cái này nghĩ tầm bậy là tạo tác những cái điều xấu rất là nhiều. Bởi trong một phút cái ý mình thay đổi 1000 lần, một phút thôi, cái đầu này nghĩ 1000 lần đó. Mà theo luật quả báo, nghĩ 1000 lần là quả báo trở về 4 lần. Nếu trong một phút mình để nghĩ xấu cho một người mà người ta không có xấu, mình nghĩ xấu người ta có hại nó đó, thì nó trở về 4000 lần theo luật quả báo bất di bất dịch của vũ trụ. Thầy nói điều này là phải 100 lần, 200 lần, 300 lần đó. Cứ một phút mình nghĩ bậy 1000 lần thì quả báo trở về 4000. Mà mình nghĩ 1 tiếng đồng hồ, cứ một phút là 1000 lần, 1 tiếng đồng hồ là 60000 lần, đúng không? Mình nghĩ xấu cho cái ông đó 60000 lần, như vậy quả báo trở về là 240000 lần. Mà mới có 1 tiếng đồng hồ mà nó hưởng 240000 lần xấu rồi. Người này thấy ghê ghê không? Nhưng mà trong 10 tiếng nghĩ bậy đi, 2.400.000 lần là mới có 10 tiếng thôi. Đồ xấu cái gì là 2.400.000 lần theo luật quả báo. Thay vì chúng ta tạo tác 2.400.000 lần xấu, mình nghĩ chuyện yêu thương bá tánh, giúp đỡ này bá tánh, mình tạo những nghiệp tốt lành đi, thì sự tốt nó trở về mình là 2.400.000 lần, chỉ có 10 tiếng đồng hồ thôi. Nếu mà tính 1 năm, 2 năm, 10 năm, 30 năm, 50 năm trong cả cuộc đời mình chỉ nghĩ xấu thôi, thì quả báo nó gọi là dày vô tận, không thể nào giúp đỡ để phá nổi cái vách tường mà nghiệp chướng mình đã từng tạo tác. Bây giờ tôi cách ngồi xuống tụng niệm cho giỏi vô để tự mình á, mình mài mỏng cái bức tường đó đi. Chư Thiên, chư Phật, chư Bồ Tát quyền năng rất là rộng lớn, nhưng mà không cách nào giúp đỡ mình để phá vỡ bức tường nghiệp chướng cho chính mình tạo tác, mà phải mình ngồi xuống mày mò trì tụng, năng nổ làm việc thiện cho bá tánh chúng sanh, giúp đỡ người nghèo khó, tụng kinh trì chú miên mật với mật, mình mới giải nổi cái chứng mình từng tạo tác của chính mình, chứ không giải cho ai cả. Thì nhắc lại, khi trì tụng nhiều như vậy thì luồng năng lượng cơ thể mình nó phát triển, thì ánh mắt mình sẽ sáng. Con mắt mình rất là sáng, nó long lanh, nó trong, nó mạnh. Như vậy á, chứng tỏ cái nội lực trong cơ thể mình rất là mạnh mẽ, cho nên cái ánh sáng nó phát ra con mắt. Bởi con mắt mình là cái cửa sổ của tâm hồn. Khi cặp mắt mình nhìn những điều an lành, hạnh phúc, vui vẻ, khiêm nhường, kính trọng, từ bi, bác ái, hỷ xả, bỏ qua, quên lãng, tha thứ, tương trợ, giúp đỡ, khi ánh mắt mình chỉ nhìn những điều này thôi, thì cái luồng năng lượng cơ thể mình tăng trưởng rất là nhiều, nó phát ánh sáng. Còn nếu cặp mắt mình nhìn những điều bi quan, thù hận, mưu mô, xảo trá, lừa lọc, rình rập, nói xấu, gài độ, nói chung là mọi thứ xấu trần tục của thế gian á, thì cơ thể mình mất rất rất nhiều năng lượng, cho nên sanh bệnh tật. Bây giờ vấn đề muốn sanh bệnh tật hay muốn phát ánh sáng? Hả, sanh bệnh tật là cái lỗ đen đen nó chờ mình là địa ngục. Còn mà phát ánh sáng á, mình gọi là niết bàn. Bây giờ muốn phát ánh sáng hay muốn đen thôi lùi? Muốn sáng phải làm sao? Để tu tụng cho giỏi vô luồng năng lượng trong cơ thể nó mới tăng trưởng, thì nghiệp lực nó mới giảm đi chứ. Nếu mà mình nói bằng cái miệng không, mình không có giải quyết vấn đề sinh tử, mình phải ngồi xuống, mình phải có công. Công phu chưa nhiều vô thì mới có của. Cái của này là của tâm linh, của chư Phật ban cho. Hả, có công là có của, chứ không phải ngồi nói cái miệng không mà được của đâu. Đừng có mơ. Rõ chưa? Giờ hiểu thế nào là tu chuyển nghiệp chưa? Bài giảng rất là đơn giản, nhưng mà mình sẽ kéo dài 2 tiếng đồng hồ, chỉ có tu chuyển nghiệp thôi đó.
Nãy giờ bao nhiêu ý của tu chuyển nghiệp là đó rồi đó. Và chúng ta mổ xẻ nó ra. Bây giờ mình sống như thế nào để mà mình không tạo tác nghiệp? Hồi sáng có nhắc là tâm bành lục tặc đó, ngũ ma đó. Bây giờ mình không nhắc lại cái phần này, nhưng mà mình sẽ nói sống như thế nào để không tạo tác nghiệp mới là quan trọng. Bây giờ mình biết ý nghiệp là tất cả. Khi đầu mình nghĩ tầm bậy á, nghĩ nhiều quá thì cái miệng sẽ nói bậy. Hoặc cái miệng nói bậy nhiều quá là chân tay sẽ làm bậy. Bởi vì ý nó làm cho cái khẩu nói tầm bậy tầm bạ, rồi cái khẩu nó gọi là chân tay làm tầm bậy, tức là vừa là ý rồi khẩu là thân, nó gọi là tam nghiệp. Ba cái nghiệp này á, ai cũng bị hết, không phải riêng một người nào mà không bị. Trừ khi nào chúng ta tu năng nổ mà biết giữ gìn cái ý nghiệp mình mà tốt lành không ngừng nghỉ á, thì cái miệng sẽ không biết nói bậy và cái thân sẽ không làm bậy. Cho nên chúng ta phải dùng cái tâm Phật của mình làm dây cương cưỡi con ngựa ý. Dùng cái tâm Phật nè làm dây cương để cưỡi con ngựa ý, tức là lúc nào cũng giữ chánh niệm để cho ý mình không tạo tác tầm bậy tầm bạ. Nghe nói tâm viên ý mã không? Cái ý như con ngựa vậy đó. Cho nên dùng cái tâm Phật làm dây cương cưỡi cái ý đó đó, cưỡi con ngựa ý đó, thì mình mới giữ nó không tạo tác nghiệp. Bây giờ muốn làm cách nào để dùng cái tâm Phật để trị con ngựa ý này? Ngồi xuống tu cho giỏi vô, luôn luôn tìm mọi cách nghĩ thiện làm lành. Hả, rảnh là ngồi xuống tụng kinh trì chú để giúp cho ý nghiệp bớt tạo tác, cho khẩu nghiệp bớt tạo tác, cho thân nghiệp bớt tạo tác. Lúc đó mình mới làm chủ được tam nghiệp. Hả, làm chủ được tam nghiệp rồi á, thì tự nhiên ý khẩu thân mình nó được thanh tịnh, thanh tịnh và thanh tịnh. Lúc đó mới thực sự là thanh tịnh. Hả, mà ý khẩu thân này thanh tịnh rồi thì lục căn sẽ thanh tịnh, có phải vậy không? Thì ý khẩu thân là ba thằng lớn nhất, nó làm cho thằng sáu cái thằng quỷ sứ kia tam bành lục tặc mà. Nếu mà ý khẩu thân thanh tịnh, tự nhiên tay nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý sẽ thanh tịnh. Quý đệ thấy chưa? Mà nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý đã thanh tịnh rồi thì tự nhiên ngũ ma nội ấm, tức là sắc thọ tưởng hành thức sẽ thanh tịnh. Lúc này mới thấy cái câu là ngũ uẩn giai không mới độ được nhất thiết khổ ách chứ, có phải vậy không? Thấy dễ chịu ha. Lúc đó mình mới gọi là ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Còn nếu mà ngũ uẩn nó còn cà tửng hoài bởi vì thằng tam nghiệp chưa an lành thì dứt khoát ngũ uẩn sẽ không yên lành. Vậy mình đập đầu ba thằng chó trước thì tự nhiên 11 thằng sau sẽ chết. Bởi vì ý khổ thân là ba thằng lớn nhất. Thì nó có 6 thằng con đẻ ra 6 thằng cháu nội, 5-6 nội là, thấy không? Ba thằng kia bự nhất rồi mới có 6 thằng con, xong 6 thằng con mới đẻ ra 5 cháu nội, nó cứ quậy tan nát cái nhà này. Cho nên mình tụng nhiều á, mình giúp ba thằng đó trước, đập đầu ba đó xong tự nhiên 6 thằng kia là què quạt không làm gì nổi. Cho nên mình muốn giúp cho tam nghiệp được thanh tịnh, mình tập, cũng như mình tập biểu lộ cái tánh từ bi, cũng là biểu lộ cái tánh Phật của mình, là biểu lộ cái tâm yêu thương ba tánh chúng sanh. Chúng ta cũng tập. Hả, mình nghĩ không được điều tốt lành niệm Phật để đừng nghĩ bậy, là tập đó nha. Vừa một ý tưởng không tốt lành là niệm Phật liên tục, để đừng cho ý tưởng không tốt lành nó lớn dần trong cái não của mình, nó trở thành hình ảnh. Mà khi mình đã nghĩ thành hình ảnh rồi, chắc chắn chúng ta sẽ hưởng nhân quả. Nếu mà một niệm xấu vừa khởi lên, chúng ta niệm Phật xóa nó liền tức thì mình không tạo tác nghiệp. Đó là cái phương pháp tu để giải chính mình á. Khi ý niệm xấu vừa khởi lên, vấn đề niệm Phật, cái niệm đại bi chú đi, mình xóa ý niệm bậy đó đi là không tạo tác nghiệp. Rõ chưa? Mà cái miệng này hay lắm, nó vừa xóa trong đầu là cái miệng không nói bậy liền. Mà cái miệng không nói bậy thì những cái thân mình không làm bậy. Cho nên mình đập đầu thằng ý trước. Hồi nãy mình đập ba thằng phải không? Bây giờ mình lựa thằng ý mình đập trước. Đánh rắn phải đánh đầu. Thấy chưa? Đập cái bụp cái đầu xong, tức là mình đập vô cái đầu của mình á. Mình dùng cái tâm Phật để đập thằng ý, tức là dùng tâm Phật làm dây cương để cưỡi con ngựa ý. Cái ý của mình là gọi là tâm thì như con vượng. Nếu mình sống với cái tâm phàm phu tục tử, giống như tâm là như con vượng vậy đó. Ý như con ngựa, cho nên mình dùng cái tâm Phật chứ không dùng tâm phàm phu để mình cưỡi con ngựa ý này. Lúc đó mình mới giữ cho tam nghiệp được vắng lặng. Bây giờ hiểu cách nào giữ cho ý nghiệp vắng lặng, thấy không? Thí dụ không nghĩ được điều tốt cho huynh đệ mình, niệm Phật để đừng nghĩ bậy. Nếu không nói được lời tốt cho anh em của mình thì ngồi xuống tụng kinh trì chú để đừng nói bậy. Nếu không làm được điều tốt lành, ngồi xuống tụng kinh trì chú để đừng làm bậy. Rõ không? Đây là một phương pháp duy nhất để mình giúp đỡ cho tam nghiệp mình không quấy mình, không quậy cuộc đời của mình. Mình phải tự chữa nó, mình phải tự giúp nó, mình phải tự sửa nó. Còn nếu mình không giúp và sửa nó thì nó làm cuộc đời mình đau khổ, sanh ra bệnh tật, trôi lăn trong vòng sinh tử là do chính nó đó. Bây giờ hiểu ai là thằng dữ nhất trong người mình chưa?
thằng Ý. Thằng Ý đâu phải ở châu Âu đâu, mà Ý ở trong này nè. Thằng này ở đây nè. Thằng này phải đập nó, bập đập bằng cái tâm của Phật. Tại sao chư Phật, chư Thiên, chư Bồ Tát, các ngài an lành, hạnh phúc, miên viễn? Tại sao? Bởi vì các ngài sống với cái tâm chân như của vũ trụ. Tại sao chúng ta đau khổ triền miên, không hạnh phúc, bệnh tật? Bởi vì chúng ta sống với cái tâm phàm phu tục tử, bản ngã thấp hèn của mình, cho nên mình sanh bệnh tật. Rõ chưa? Khi mà mình ngộ thì mình được như các ngài. Khi mà mình mê, mình sẽ là bá tánh chúng sanh. Phật và bá tánh chúng sanh như nhau. Hả mê là chúng sanh, hả ngộ là Phật. Bây giờ chúng ta quyết định mê hay ngộ, ngộ hay mê. Ngộ mê mê ngộ. Rồi nó gà lầm luôn. Hả mình mê, mình là bá tánh chúng sanh. Đây bàn tay nè. Nếu mình để dùng bàn tay, dùng cái mua bàn tay này mà lấy đồ á, là mê đó. Còn dùng bàn tay đấy là cầm đồ á, là ngộ. Trí tuệ mình là như thế, lật ngược thôi. Nếu mê là dùng cái mua bàn tay làm việc là ngu mê, dùng bàn tay làm việc đúng là ngộ. Trí tuệ là thế. Nếu mình để nghĩ được như vậy, làm được như vậy, làm những gì lợi lạc cho bá tánh thì làm, không thì ngưng. Nghĩ những gì lợi lạc cho bá tánh thì nghĩ, không thì ngưng. Nói được điều lợi lạc thì nói, không thì ngồi xuống tụng kinh niệm Phật. Đó là cái cách chúng ta phải tự trị tam nghiệp của mình. Việc đầu tiên là đập đầu thằng Ý. Bây giờ hiểu làm cách nào chưa? Không nghĩ bậy, không nghĩ, không làm, không nói bậy. Không nghe, không thấy, cũng không hay. Đi đứng, nằm ngồi luôn, tưởng nhớ Di Đà, quán thế quả lành thay. Không nghĩ, không làm, không nói bậy là, không nghĩ là ý nghiệp, không làm là thân nghiệp, không nói bậy là khẩu nghiệp. Có phải không? Không nghĩ, không làm, không nói bậy. Không nghe, không thấy, cũng không hay. Hai thằng này cộng lại là lục căn. Đi đứng nằm ngồi luôn tưởng nhớ là chánh niệm. Di Đà quán thế quả lành thay. Nếu mà trong đầu mình chỗ Nam Mô Di Đà Phật hoặc Nam Mô Đại Bi Quán Thế Bồ Tát thì chắc chắn quả dữ không bao giờ đến. Tâm lành thì quả dữ sẽ lánh xa. Tâm bất thiện thì lúc nào cũng có chuyện xui xẻo xảy đến. Bởi mình là chủ nhân, hả, mình buông điều xấu ra nó quay trở lại theo luật nhân quả. Bốn lần trộn một cái banh vô vách tường, nó dội vô mặt mình bốn lần mà banh có gai. Rõ chưa? Bây giờ biết cách nào tu. Tu không nghĩa là mình phải khổ cực, sống kham khổ để mà mình diệt. Không phải. Bình thường mình cũng ăn uống bình thường như mọi người, nhưng mà luôn luôn quán xét cái tâm viên ý mã của mình. Lúc nào phải quán xét ý nghiệp của mình. Đó là tu. Mình mới chuyển được cái nghiệp mình đã từng tạo tác trong quá khứ. Nếu mình không quán xét được thì mình dứt khoát mình không kiểm tra, không có quản lý được cái thằng ý này là dứt khoát nó còn nghĩ tầm bậy tầm bạ lung tung. Một ngày á thì mở thức dậy, mở mắt ra là việc đầu tiên là rồi sạch sẽ xuôi là đi tụng kinh. Tụng kinh xong rồi cười giỡn với mọi người xong rồi hết chuyện. Ngày nào như ngày đó, một ngày như mọi ngày, ngày nào cũng như mọi, sống như vậy đó, sống vui vẻ với mọi người, gặp ai cũng cười chào nói, đâu có mất mát cái gì. Không mất mát cái gì đó. Mất cái gì? Mà mất chính gì mới gặp nhau mà trừng trộ nhau rồi cái mặt chầu quạo là sao? Không hiểu à. Bị gì á? Gặp người tới mặt cái mặt chầu quạo với mình với họ chưa gặp nhau mà cái mặt nó quạo như vậy hỏi. Mày bị gì á? Uống thuốc chưa? Mà mình với huynh đệ đó đâu có gì đâu mà phải mặt chầu quạo với nhau phải không? Tại sao không gặp nhau rồi có miệng cười? Tại sao gặp nhau không nghe răng ra cười? Để tạo một cái niềm vui vẻ với nhau. Đâu cần phải ngồi mà sừng sổ thế mà ớn. Sừng sổ đi giải quyết gì đâu. Sừng sổ thì giải quyết vào cái cửa đen đen đó, đó. Mở cửa ra hai thằng cùng hợp lực để mở cánh cửa ra. Thằng này chọi vô, thằng kia chọi ra. Hai thằng hợp sức nhau mở cái cửa bự từ bự để chui trong cái lỗ đó. Để ra thằng kia nó tấn công mình, mình rút lui trở lại. Kệ cha nó muốn tấn công, tấn công kệ nó. Mình đứng qua bên cho nó quấn này nó quấn. Tên mình không cho nó cơ hội. Thí dụ người ta cầm cục đá thì chọi vô nhà mình, mà lấy cục đá giấu luôn rồi nó không có cục đồ nó chọi nữa. Đó không? Lý do người ta trộn một cục đá cho mình trộn qua trộn lại là hai thằng tạo nghiệp, cả hai cùng xuống cái lỗ đen kia hết. Bây giờ huynh đệ có hai đường đi rồi đó. Nếu huynh đệ mà muốn tu để chuyển nghiệp để không vô cái lỗ đen kia, huynh đệ phải năng nổ. Còn huynh đệ muốn tu để chui vô cái lỗ đó, huynh đệ cứ tự nhiên làm tu đạo 8 tháng công đức. Ê, xuống dưới đông người vui lắm nè. Ở dưới coi vậy chứ, thầy có nói câu là thiên đàng hữu lộ vô nhân vấn, địa ngục vô môn hữu khách tầm. Ở trên đàng có cửa nhưng mà không ai tới gõ. Còn địa ngục không có đường đi nhưng mà ai cũng tới canh. Hả?
tò mò mà, biết lấy chồng là khổ, ráng lấy chồng xong khổ, đẻ con rồi khổ, rồi tiếp tục khổ, khổ cộng khổ bằng bằng khổ. Cái khổ dài, biết khổ mà nhào vô thử khổ cỡ nào, biết lửa nóng đút tay vô cháy coi ra phỏng không. Nhưng mà không, đút con khác ông chịu ngừng lại đâu, đút con khác cháy nữa rồi khóc nữa, chưa xong đút nguyên bàn tay vô luôn, đút cả cuộc đời nó cháy đen từ lùi, nó bệnh bắt đầu khóc lóc than thở. Ngộ của người ta nó lì như vậy luôn á, biết khổ nhào nhào vô thử nó khổ cỡ nào, nó sức chịu đựng mình tới đâu, hiểu không? Bây giờ hiểu cách nào để chuyển nghiệp chưa? Chúng đạo nói rõ ràng tỉ mỉ với mình đạo không làm được nha, thiệt là sự là uổng công của ngày hôm nay á, rất là uổng. Nếu chúng ta không ngồi xuống công phu thì dứt khoát mình không được cái của báo thiên liên gọi là tâm linh. Cái của tâm linh này không có bằng cái miệng ngồi để nói vớ vẩn mà có đâu, nó có bằng sự năng nổ tu tập của mình. Thì cái của tâm linh mình được chư Phật, chư Thiên, chư Bồ Tát gia hộ cho mình, dạy dỗ mình, đó là của tâm linh đó. Phải là một thiện nhân, tu học để trở thành một thiện nhân thì đi đâu cũng được thiện thần bên cạnh giúp đỡ, cho dù nhiều hay ít. Hả, mình càng tụng nhiều chừng nào thì chúng quanh mình nhiều thiện thần chừng đó. Hả, mình càng tu nhiều chừng nào, thấy gì thiện thần, các vị có nhiều vị lớn hơn đứng bên cạnh gia hộ hộ trì cho huynh đệ. Rõ không? Cho nên mình càng tu tụng nhiều chừng nào thì cái sự gia hộ gia trì của chư Phật càng nhiều chừng đó. Cho nên đệ thân sẽ khỏe, tâm sẽ an, trí tuệ sẽ sáng suốt, nghiệp lực sẽ không còn. Lúc đó thực sự mình là ai chư Phật đã biết. Lúc đó mình biết mình là ai rồi thì mình hãy sống với cái tâm, cái biết của mình đó, biểu lộ cái đó cho ba tánh chúng sanh. Lúc đó các ngài mới thấy mình là ai. Mình là con của Như Lai, thân người cốt Phật chẳng sai bao giờ. Rõ không? Bây giờ câu hỏi mình là ai, câu trả lời chân thật nhất, không bao giờ trật, 1000 lần với một, mình là Phật. Người Mỹ hỏi thầy đó, ông là ai vậy đó? Tôi là Phật nè. Ông cũng vậy nữa, ông muốn không? Tôi chỉ cho ông. Người thiền sư Mỹ, họ không nói vòng vòng như là mình giảng cho vấn đề nghe đâu. Hai người tu chung gặp nhau ở hai cái trường phái khác nhau. Gặp nhau nó hỏi liền một câu, ông là ai? Tôi là Phật đây. Ông cũng được như vậy nếu ông muốn. Thầy nói thẳng với họ vậy luôn á, tôi là Phật. Mà ông là thiền sư người Mỹ, thầy ngồi trên ghế, ông ngồi dưới đất đó. Tôi là Phật. Còn ông sẽ được như vậy nếu ông muốn. Thầy nói thẳng với người ta như vậy luôn đó. Bởi vì mình là Phật mà. Hiện tại dù huynh đệ không chấp nhận huynh đệ là Phật, cái bản chất thiêng liêng huynh đệ cho dù muốn hay không vẫn là Phật. Mình dám nói Phật tại tâm, tâm tại thân, thì mình là ai? Hả? Thì sống với tánh Phật đi, bằng cách là biểu lộ tâm từ bi mình dành cho ba tánh chúng sanh. Tức là mình đang biểu lộ Phật tánh mình qua cái lòng đại từ đó. Có phải vậy không? Nhưng hỏi lại coi huynh đệ có dám biểu lộ cái tánh từ bi cho ba tánh chúng sanh không? Hay kẹo? Quá kẹo luôn. Yêu trong nhàm là đủ rồi, ngoài đường không dám yêu, sợ tốn. Rõ ràng rồi còn nữa phải không? Thương người ngoài đường sợ tốn, còn thương con thương cái không tốn, tốn còn hơn cái gì nữa. Nhưng mà mình thương con thương cái một cách mê muội, mình hại cuộc đời của tụi nó. Ủa đây có nghe cái gì mà tôi như giờ thế nào để giúp đỡ đứa bé phát triển Phật tánh rồi phải không? Phải không? Đó, mình giúp đứa bé phát triển Phật tánh thì trở thành một minh sư, một minh vương cho xã hội, cho bá tánh chúng sanh dân tộc Việt Nam. Còn mình làm cho đứa nhỏ trở thành một quái vật cho xã hội này thì thiệt sự mình đưa ra một thế gian này là thiệt sự là lỗi lầm luôn. Mình là cha mẹ phải đưa vào thế gian những vị có lời lạc cho bá tánh dân tộc Việt Nam, mà lần mình là một người đại hiếu. Còn mình tạo tác một người ra mà phá hoại bá tánh chúng sanh, làm khổ dân tộc, mà thiệt sự người này là đại bất hiếu. Bây giờ thấy ai là thủ phạm chưa? Cha mẹ chính là thủ phạm đó. Sản xuất ra một vị tốt cho bá tánh thì phước, sản xuất cho một vị hại bá tánh là một việc xấu. Rõ chưa? Nên cha mẹ có cái trách nhiệm giáo dục con để nó nhìn lại Phật tánh của chính bản thân nó. Còn nếu không, lớn lên nó sống với tầm phàm phu tục tử, đời nó sẽ khổ, đời nó tiếp tục trôi lăn trong vòng sinh tử, bệnh tật, nghiệp chướng. Giờ mình tu để mình chuyển tất cả những gì ngày xưa mình không biết mình tạo tác, đi ngồi xuống tụng kinh để phát triển trí tuệ, để ngừng tạo tác. Đó là tu đó. Hả, hiểu rồi tự nhiên không có muốn tạo tác nữa. Để hiểu ý của thầy chia sẻ không? Mà nhất là mấy bà mẹ nè, thương con một cách mù quáng như má của thầy vậy đó.
hả, nó càng hư càng thương, nó càng hư càng thương, kỳ cục như vậy luôn. Mà cái đứa mà tốt trong nhà đè chửi hoài, không biết tại sao mà ngộ nó như cái cô sáng đó, mấy chị em tôi là tu á, cái lựa cái bà đó làm riết bà khóc đó, bà đi mất tiêu rồi, ở Rạch Giá phải không? Ủa đi về nè hả, tội nghiệp chưa? Mà nhớ Rạch Giá mà nè, Rạch Giá nè. Ừ. Bây giờ mình để hiểu ý thầy chia sẻ, muốn chuyển nghiệp phải làm gì rồi phải không? Phải quán xét cái thằng ý mình, phải chăm sóc cái thân xác này làm chánh điện của Phật, biểu lộ tánh Phật qua lòng đại từ đại bi, tu quán xét mình, làm được cái gì thì làm, mà không làm được điều gì xấu tốt cho huynh đệ, không làm được điều tốt ngồi xuống tụng kinh để đừng làm xấu, không nghĩ được điều tốt ngồi xuống niệm Phật tụng kinh để đừng nghĩ xấu, không nói được điều tốt là những đệ ngồi xuống tụng kinh để đừng nói xấu. Đó là mình dùng những cái phương tiện trì tụng kinh chú để giúp cho mình bớt tạo tác tam nghiệp. Bây giờ hiểu rõ chưa? Nhờ bớt tạo tác như vậy á, đời mình mới bớt khổ, mới chuyển được cái nghiệp chướng mà từng tạo tác trong quá khứ, đúng không? Mà mình càng ít tạo tác chừng nào thì người mình nó càng khỏe, càng trẻ, càng đẹp. Thầy không có thầy đâu, thầy vậy là hết rồi, thầy vậy là đủ rồi. Không á, muốn con đâu có được, ổng sinh ra vậy mà. Đừng nói vậy, người ta mới ăn cơm đó bà. Thực sự á, cái đẹp này không phải cái đẹp của cái thế gian, nó có một cái gì đó. Nếu mà mình giải thích á, nếu mình lấy ra từng khúc nó gớm lắm. Đừng, nhìn chung đi, đừng lấy ra từng cái một cái ghê lắm nha. Nhìn chung nó đỡ gớm hơn à. Thầy luôn luôn nói trẻ và khỏe, còn chữ đẹp từ từ suy nghĩ lại. Phải không? Mình phải biết thực tế chứ, đừng có tự tin quá độ rồi té ngã không hay. Quân đệ không nên khen thầy, hại chết đời của thầy, cứ chê đi. Chê thầy cảm ơn, chê cho nhiều vô hả, càng chê thì càng sửa, càng chê thì càng sửa. Thầy có nói với nhỏ đệ tử thầy mà không nhìn, nếu mà thầy mà không có con bên cạnh thì thầy không biết thầy xấu. Tụi nó chê thầy mỗi ngày không biết bao nhiêu lần luôn, mà thầy nhìn lại thầy xấu thiệt. Thầy nói, nếu mà không có con thầy không biết thầy xấu đâu. Cái thầy mới nói với nhỏ đệ tử khác đấy, còn con nhờ nó mà thầy biết thầy xấu. Con đấy, của nhà thầy không có kiếm hả thầy? Nhỏ nó thiệt sự là nó thiệt thà quá đâu. Ủa nhà thầy không có kiến hả? Mà thầy rất là hạnh phúc khi được người ta khen mình xấu. À, thấy chưa, giờ suy nghĩ là người ta khen mình xấu là còn có phước, còn người ta chê mình đẹp là đời mình chết rồi. Thầy thích nhất là người ta chê mình như vậy mình mới thấy được hả, càng chê mình càng khiêm nhường, càng chê mình càng khiêm nhường, nhờ vậy mà mình tiến hóa. Hả, nó chê mình tập tiếp. Ngày xưa thầy còn 13, 12 tuổi thôi, thầy mới biết đàn thôi, thì mình nhờ người ta viết cái nốt lên cái nhạc đó, rồi mình đàn thuộc lòng cái nốt trên cái đàn, cái mình đàn theo cái nốt nhạc đó, cái mình tập ca theo, ca theo. Bố thì ông đang đọc báo mà lúc giọng ca mình nghe ghê hồn lắm á. Mình vừa ca xong ông nói, mày mà không ngưng tao đập cái đàn á. Mình ca hay quá, ông ngán, ông kêu ngưng liền. Nói mày không ngưng tao đập cái đàn là mình không không ngưng đâu, đi chỗ khác đờn tiếp. Đàn mấy tới năm 16, 17 tuổi ha. Không phải mình trả thù, nhưng mà cái ý chí mình nó ghê lắm. Ông càng chê mình càng tập, ông càng chê mình càng tập. Thì 5 năm sau, tức là mình 17 tuổi rồi đó, đêm nào mình cũng ca, đêm nào mình cũng ca, mỗi lần ca là mấy chục bài nhạc. Bữa đêm đó không thèm ca, mệt tôi nghỉ một bữa. Tự nhiên nghe cái giọng của bố mày nói, ủa, cô Hương hôm nay tối sao không thèm ca vậy ta? Rồi, ông chết chưa? Ông ghiền rồi thấy chưa? Đó là trả thù đó. Tôi sẽ ca đến khi nào ông ghiền tôi thì thôi. Thì 5 năm sau nó, ủa sao hôm nay nó không ca, nó có chuyện gì vậy? Thấy ghê chưa? Ý chí ghê chưa? Tưởng làm gì trả thù bố. Trời ơi. Không có đâu. Ông càng chê mình càng làm, như vậy mới thấy cái ý chí của mình. Người ta chê đừng có bỏ cuộc, mình tu dở cũng kệ không sao, kệ nó cứ rị mọ tu đi, nhưng mà đừng tu rị. Tu cho thẳng thừng luôn, đừng có rị. Đừng có rị rất là chết. Rồi mình tu ngồi xuống là hết lòng. Hôm nay đúng cái lúc này ngồi xuống là tu cho nó đã đi, cái trưa cái ngồi xuống cho nó đã thì đó, thực sự mới sống trong cái tu. Hạnh phúc để được tụng kinh, hạnh phúc để ngồi xuống cầu nguyện cho ba tánh, hạnh phúc được làm gì để cho ba tánh. Nói chung mình sống trong sự hạnh phúc mà mình hưởng được cái hạnh phúc này, chỉ có mình mới hiểu được cái hạnh phúc như thế nào.
vui ghê lắm luôn á. Nó cái vui nó êm đềm nè, mà không diễn tả được. Cảm thấy đời tưởng mình quay trở lại nó đẹp lên, mình thấy cái niềm vui nó thiệt là giàu dạt. Nó cho mình một món quà ha. Thật ra cứ lâu lâu gặp nó lần tháng đẹp là mình mừng rồi. Thì ra là nó tiếp tục tu. Chẳng hạn như cô dựa kia với tường vậy đó, bữa giờ gặp lại thấy sáng sủa chưa, tối không sủa à. Không huynh đệ tu thầy mừng, bởi thầy thấy huynh đệ sử dụng cái quyền năng của mình cho chư Phật ban cho mình. Mình có quyền tuyên bố mình là con của Như Lai, bởi vì mình có cái gọi là, Việt Nam mình nghĩ gọi là cái gì con, cái heritage, nên tiếng Anh dịch là gì con, cái heritage tức là cái tài sản của mình đó. Tài sản của mình là Phật. Chẳng hạn như mình có quyền hưởng được quyền của cha mình là gọi là gì con, thừa kế. Cái heritage là mình thừa kế được cái quyền thiêng liêng của cha mẹ mình. Ông cha mình đã để lại cho mình một cái quyền thừa kế đó, mà mình có quyền tuyên bố mình là con của Như Lai, thân người nhưng mà cốt Phật chẳng sai bao giờ. Các ngài nói rất là rõ, rất là rõ thế này nè. Khi tất cả chúng ta đều có quyền tuyên bố mình là Phật, nhưng nếu một huynh đệ không chịu sống trong cái tánh Phật để biểu lộ, sống trong cái đời sống của Phật, thì 5 năm sau tánh Phật sẽ không bao giờ xuất hiện. Còn nếu huynh đệ tuyên bố mình là Phật, mình phải sống với cái đời sống của Phật, thì 5 năm sau Phật sẽ chiếm ngự mình. Mình là ai? Các ngài đã biết. Sáng hôm nay chúng đọc chỉ cho huynh đệ cái phương pháp tu rất là dễ, mà thầy đã học được cái đó. Các ngài nói, con thử làm đi, con làm điều tốt, con nói điều tốt, con nghĩ điều tốt, không ngừng nghỉ từ 1 đến 5 năm. Ngày nào cũng lặp đi lặp lại những điều tốt đấy. 5 năm sau, con thử nghĩ lại điều xấu coi, con sẽ không nghĩ được. Đúng không? Tức là mình tập cho cái sự suy tư, cái tư duy của mình, những điều an lành tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Mình nghĩ tốt lành, riết, lạc quan không ngừng nghỉ. Thì 5 năm sau, muốn nghĩ một điều bi quan cũng không được. Bởi vì mình huân tập nó mà. Hả, mình huân tập được điều xấu thì mình có thể huân tập được điều tốt. Thì thay vì mình huân tập điều xấu để tạo nghiệp ác cho chính mình, bây giờ mình huân tập điều tốt lành nhất để tạo nghiệp đại thiện cho đời tu học của mình. Có phải vậy không? Tức là mình nghĩ điều tốt không thôi, làm điều tốt mà nghĩ nói điều tốt không, thì 5 năm sau muốn nghĩ xấu cho huynh đệ không dám nghĩ, muốn làm điều xấu cho huynh đệ không dám làm, muốn nói điều thô ác cũng không dám nói. Bởi vì mình hiểu luật rồi, nói gì nữa. Bây giờ nói thật, thầy chỉ cần la qua cái điện thoại thôi, thì la một đứa đệ tử bên Mỹ là nó bệnh mấy ngày luôn. Nó ngồi đâu hả, nó chỉ nhúc nhích cái, nó nhích cái đầu, nó nói tiếng hả tiếng động luôn, nhích cái đầu. Thầy chỉ có la đó, la qua cái điện thoại mà bệnh 3 ngày vậy, mà tự đứng trước mặt mà thầy chỉ thầy la, người này chỉ có chết mà thôi. Bởi mình đã hiểu luật rồi, mình có năng lượng, có power, có cái quyền năng rồi, chỉ là có chuyện. Thành ra chúng ta không có nói lớn được, không có nói mình xỉ xói người ta hay mình nghĩ xấu ra được, bởi vì mình đã thành một cái huân tập đại thiện. Mình không thể nào nghĩ xấu, nói xấu, làm xấu được, bởi mình đã cho mình cuộc sống như vậy. Cho nên khi mình tuyên bố mình là Phật, mình phải sống cái đời sống của Phật, cái tánh của Phật, thì lúc đó 5 năm sau ông Phật của mình mới ngồi dậy cùng làm việc với mình. Lúc đó mình là ai, chư Phật đã biết, đâu cần thế gian biết, đúng không? Nếu mình nói ra thì cái ngã mình nó còn làm thinh luôn, cứ làm hết bổn phận mình cho bá tánh chúng sanh đi. Những gì chuyện làm của mình, chư Phật và nhân quả đã xử rồi, thì mình không cần phải quan tâm. Đấy, rõ chưa? Dễ hiểu không? Nó Di Đà Phật rất là đơn, tu rất là dễ chứ không có khó. Có cái là mình không chịu làm thôi. Hay cái gì mà không chịu làm á, mình đâm nói là khó. Ai cũng làm được hết. Chúng ta đều có khả năng giống nhau, chúng ta đều có cái quyền lợi thiêng liêng giống nhau, là Phật ngự trị trong từng bản thể một. Đúng nhau không? Phải không? Phụng sự bá tánh là bấy hướng cho ai? Chứ Phật là ai? Đây nè, cục này đâu cần, cục này đâu cần đâu. Cái cục này không có ban phước giáng họa cho huynh đệ được, nhưng mà cái cục ngồi đây nó có thể rủa mình được đó. Không dưỡi nó rủa ngày rủa đêm mình sẽ chết thôi. Cho nên muốn không bị rủa để chết, ta sống thiện làm sao nó không rủa được. Mình chỉ theo mình nó học mới thực sự là đại phước. Huynh đệ tu làm sao huynh đệ lại gần mình càng nhiều càng tốt, chứng tỏ là mình có phước. Còn nó gặp mình nó né qua bên, phải biết rằng là mình đã thiếu phước, chứng tỏ là mình không có công năng tu tập. Trung đạo thấy rất nhiều điều, thấy thương huynh đệ khác của mình, trung đạo không so sánh. Nhưng mà khi đi một cái phà lớn như này làm lễ xong mà chung quanh trung đạo toàn là người không thôi, huynh đệ tới hỏi đủ thứ chuyện. Nếu huynh đệ đi làm mà đi làm mà tam thời niệm với thầy rồi đó ha,
Mỗi lần thầy bước ra cái là người ta buông nghẹt đúng không? Còn những người khác lại không có vậy. Chúng nào nhìn thấy thấy thương những huynh đệ khác. Hiểu không? Chứ là mình làm cái gì đó mà mình có thể attract, tức là mình hấp dẫn được những huynh đệ lại gần mình. Bởi vì các ngài cho được như vậy để chúng ta chia sẻ những cái chứng nghiệm tu tập tâm linh của mình mà mình đã đạt được trong cái thời gian mà mình tu luyện. Bây giờ nó trở thành một cái món lợi, cái phước báo để mình chia sẻ lại những huynh đệ chưa phát tâm. Họ phát tâm rồi mình chia sẻ nhiều hơn, để cái tâm họ mạnh mẽ hơn, làm lợi lạc cho ba tánh nhiều hơn. Huynh đệ thấy rõ chưa? Trên khi huynh đệ mà phát tâm học đẹp rồi thì huynh đệ sẽ biết nói những điều lợi lạc cho ba tánh, thì tự nhiên sẽ có người lắng nghe. Mà họ đã lắng nghe rồi thì chắc chắn họ sẽ làm theo, bởi vì họ muốn sống giống như mình. Cho nên thầy mới nói câu là hãy sống như các ngài đã và đang sống. Hãy làm những điều các ngài đã và đang làm cho ba tánh chúng sanh. Hãy yêu thương ba tánh sanh như chính bản thân mình và phụng sự ba tánh sanh với lòng khiêm nhường tuyệt đối. Nếu mình làm được những điều này thì mình sẽ sống được với cái tánh Phật của mình. Mà tánh này do chư Phật ban cho mình mà mình có quyền sở hữu. Mình lấy cái tánh Phật mình chia lại cho anh em của mình. Khi người ta hiểu được, người ta sẽ làm được những gì mình đã và đang làm, cũng như mình theo chư Phật vậy đó. Bây giờ hiểu thế nào tu chuyển nghiệp rồi phải không? Chị chỉ có làm thôi. Quý này chỉ có làm thôi, chứ không có chần chừ nữa. Thầy có làm cái bài thơ mà huynh đệ tụng sám hối mỗi ngày có tụng không? Có hả? Bài thơ sám hối có chỗ là con người tánh Phật không hai, thân người cốt Phật chẳng sai bao giờ. Đã biết thế còn chờ chi nữa, sao không ngồi gội rửa thân tâm, cầu xin sám hối thành tâm nguyện, không tạo tác lỗi lầm như xưa. Chuyên cần tụng niệm sớm trưa, thân tâm hòa nhập người xưa niết bàn. Mình là người tu mà thân tâm thành một rồi thì là ai? Ổng đó. Thân tâm hòa nhập người xưa. Người tu chỉ có thân tâm phải là một. Thân hiểu tâm, tâm hiểu thân. Cho nên tâm không bệnh, thân không bệnh. Tâm bệnh, thân bệnh. Trí bất tịnh, tâm bất định, thân sinh bệnh. Trí tịnh, tâm định, thân không bệnh. Cho nên thân tâm hòa nhập là vậy. Cái bài thơ đó là bài đủ trong đó để học hết. Thân tâm hòa nhập người xưa niết bàn. Niết bàn ở tại thế gian, tìm đâu ở tận chốn non ngàn. Ngay trong đời sống sao không thấy, thiên đàng địa ngục ở trần gian. Phải không? Một bụng thơ luôn đó. Niết bàn ở tại thế gian mà đi kiếm ở đâu? Ta bà là tịnh độ, tịnh độ là ta bà. Chứng ngộ rồi đâu cũng là Tây Phương Cực Lạc. Kiếm ở đâu? Ngay lúc này mà không tịnh độ thì tịnh chỗ nào nữa? Cái thân mình bất tịnh đi đâu cũng là bất tịnh. Thân mình đã tịnh nơi nào cũng là tịnh. Hoàn cảnh nào cũng tịnh. Thành ra gọi là khi mà mình tịnh trong mọi hoàn cảnh, gọi là tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Rõ chưa? Mà tu đến mức đó rồi thì không bao giờ tạo tác nghiệp. Tâm đã kiên định rồi là không thể nào tạo nghiệp được. Chỉ có làm việc thiện, tạo nghiệp thiện cho ba tánh chúng sanh thôi. Người tu phải có lý tưởng. Lý tưởng phụng sự huynh đệ con cái của Như Lai. Đó là lý tưởng chúng ta phải thực hiện. Tu phải có mục đích. Mục đích của mình là giải thoát. Giải cái gì, thoát cái gì? Quý vị nghĩ giải thoát chắc cao siêu trên trời phải không? Không có. Giải cái gì? Giải cái tánh hư tật xấu, giải u mê ám chướng, giải những cái mê muội mê lầm, mê tín mê mang, mê muội mê si, mê tiền mê bạc, mê đủ trò đủ chuyện, giải luôn những cái tâm bất ổn. Giải những cái gì mà mình ôm chấp coi là của mình giải tất cả những cái đó. Khi đã giải trừ hết rồi thì mình thoát được cái gì? Thoát khỏi sinh lão bệnh tử, có vậy thôi, gọi là giải thoát. Rõ chưa? Rất là đơn giản. Chỉ cần buông đi, đừng có ôm nó. Buông đi, buông hết đi, bỏ đi cho thầy ôm. Có nhiều đưa hết đi thầy ôm cho. Nhớ không? Buông bỏ mà, buông xả. Nhưng mà nói lại nói chung là tu gì tu, tu thiệt là nhiều. Tu cỡ nào tu vẫn có hai cái nỗi buồn mà đeo bám cuộc đời của mình. Quý vị hai bữa buồn nào không? Hả? Buồn cười với buồn ngủ. Không bao giờ mất. Đúng không? Thì sao mà quên được hai cái đó? Nên tu cỡ nào tu vẫn còn hai nỗi buồn. Không bao giờ quên được. Ừ. Buồn gì rồi cũng sẽ qua. Buồn cười buồn ngủ chẳng tha ta bữa nào. Đã chưa? Mà thiệt, hai cái đó không bao giờ tha mình. Nãy giờ cười cho đã rồi.
buồn cười buồn ngủ chẳng thật. Thiệt sự là vậy. Mà huynh đệ cười nhiều là bớt khổ, hai cười tự nhiên quên khổ là ngộ lắm. Mình kể một câu chuyện khổ mà người ta cười chết lên chết xuống, mình rõ khổ ghê lắm, mà kể người ta lăn lộn, người ta cười đã, trong khi nó cười sự đau khổ của mình. Bởi vì mình giảng mình kể quá tới cười, tại nó không thấy khổ, nó thấy cười không mà, trong khi mình từng khổ mình kể người ta cười, thấy chưa? Một cái chuyện khổ mình biến chuyển nó thành một câu chuyện cười. Chính những cái bài học đó là những cái chứng nghiệm tu tập. Thầy nói á, quá khứ là kinh nghiệm cho hiện tại. Người Mỹ nói câu rất là dễ thương, vợ của ông Abraham Lincoln, và Abraham Lincoln đã nói câu là quá khứ là lịch sử, hiện tại là món quà, cho nên hiện tại là món quà, tương lai là huyền thoại, tức là mình chưa biết gì, thấy chưa? Rất là hay. The past is history, right? The gift is the present, that's what they call the present, and the future is the mystery. Tức là ở quá khứ là lịch sử, hiện tại là món quà, tương lai là huyền thoại. Cho nên quá khứ mình đã mất mà tương lai cũng chưa có, hiện tại, tất cả là hiện tại, sống cho tròn trong hiện tại thì mình sẽ được nhiều món quà tốt lành của chư Phật ban cho mình. Cho nên các ngài nói sống chân thật với hiện tại thì tương lai sống hoàn hảo. You live through the present times, the future will be perfect. Sống thật thật với hiện tại thì tương lai sống hoàn hảo. Vậy ha. The future will be perfect. Mình sống như vậy mình mới biểu lộ được cái Phật tánh của mình cho ba tánh chúng sanh. Sống hết lòng cho ba tánh chúng sanh. Cứ sống đi rồi các ngài sẽ đem lại. Cho đi người cho lại. Nhớ không? Cho đi người sẽ. Nhưng mà nếu mình nói gì không hiểu, mình nói cho đi ngài cho lại. Giúp người ngài giúp ta. Theo luật quả báo bất di bất dịch của vũ trụ. Rõ không? Rõ chưa? Dụng để hiểu cái bài giảng tu chuyển nghiệp này nó thời gian rất là ngắn, nhưng mà nó rất là xúc tích, rất là nhiều cái điều kiện cho huynh đệ hiểu rõ ràng và có thể làm được. Bây giờ huynh đệ có hiểu được làm cách nào để mình giảm nghiệp mình chưa? Luôn luôn dùng cái tâm chân như của chư Phật làm dây cương để cưỡi con ngựa ý của mình. Luôn luôn dùng cái tâm Phật cưỡi con ngựa ý nè để bớt tạo tác nghiệp. Mà con ngựa ý này mà đã cởi được rồi thì khẩu nghiệp và thân nghiệp cũng không còn tồn tại. Mà tam nghiệp không tồn tại thì lục căn sẽ thanh tịnh. Lục căn sẽ thanh tịnh thì ngũ uẩn sẽ dai không. Mà lục căn thanh tịnh thì nhất tâm niệm Phật. Mà nhất tâm niệm Phật thì vãng sanh sẽ như ý, gọi là viên mãn đó. Lúc đó thì biết tịnh độ là đâu, phải không? Cực lạc là đâu? Khi thân tâm mình hoàn toàn trong sạch tinh khiết và an tịnh tuyệt đối, chính là cực lạc ở tại thế gian. Để kiếm ở đâu nữa? Hả? Để kiếm cực lạc ở đâu? Nếu ở đây mà không có vui vẻ hạnh phúc thì cực lạc ở bên kia cũng chẳng bao giờ có. Rõ chưa? Mình cõi ta bà là cõi tịnh độ mà. Mình dùng cõi ta bà là bài học lớn cho cuộc đời của mình. Tất cả vấn đề trước mặt mình đều là thầy của mình. Bởi mình thấy thầy của mình cho nên mình không có chửi bới lại. Tất cả vấn đề của mình hả gây chướng riêng cho mình là bậc thiện tri thức của mình. Hả nó càng chống đối, mình càng mạnh mẽ hơn. Hả bố thầy chê thầy, thầy làm sao cho ông hết chê, 5 năm sau không chê được. Thầy như vậy đó. Tức là nó càng chê mình càng học, càng chê mình càng học. Học đến bao giờ nó thấy thằng này lì quá cho nó đậu luôn. Rồi chưa, bây giờ thời gian còn lại mình được là 25 phút chúng ta hỏi chuyện đàm đạo với nhau như hồi sáng này đó. Lời Phật dạ. Quân đệ phía sau này ai hỏi đi con. Dạ. Con xung phong đi. Không có gì để hỏi. Còn bác thầy nói một chiều hoài, thầy nói ngán lắm á. Nói nữa hả? Không, thầy nói tới đây cái tự nhiên mấy vị không tiêu hóa được cái thầy ngưng. Hồi cái tiêu hóa thầy nói nữa. Thì thầy nói ngộ lắm, thầy thấy cái dưới bắt đầu nó không tiêu hóa thầy ngưng. Tự động ngưng, một hồi bắt đầu thấy tiêu thầy nói nữa. Thì ăn từ từ thôi, ăn gấp quá bị hốc. Tóm lại là khi chúng ta ngồi xuống tụng kinh niệm Phật là mình đã quyết định tạo cho mình một đời sống mới, một cái tư duy mới để thay đổi cuộc sống cũ của mình. Tụng kinh niệm Phật, trì chú, nghĩ thiện làm lành là những điều chúng ta Phật tử phải làm. Bởi vì khi mình nghĩ thiện làm lành là giúp cho, nghĩ thiện là ý nghiệp, làm lành là thân nghiệp, có phải vậy không? Thì mình nghĩ thiện làm lành, mình làm cho ý nghiệp và thân nghiệp là bớt tạo tác rồi.
bên cạnh mình ngồi xuống tụng kinh trì chú để cho cái khẩu nghiệp được tốt lành, là tụng kinh trì chú. Khẩu nghiệp được tốt lành, phát triển trí tuệ. Chỉ có 8 chữ thôi: nghĩ thiện, làm lành, tụng kinh, trì chú. 8 chữ này giúp cho huynh đệ bớt tạo tác tam nghiệp, làm cho tam nghiệp mình bớt tạo những điều không tốt lành, mà ngược lại nó tạo cho mình cái phước báo và cái trí tuệ trong việc sống với huynh đệ ba tánh chúng sanh. Trên nghĩ thiện làm lành để tạo phước hữu lậu, tụng kinh trì chú tạo phước vô lậu. Phước vô lậu là âm, phước hữu lậu là dương. Cho nên người tu có phước lẫn trí tuệ, nó gọi là âm dương điều hòa, phước báo vô lượng, trí tuệ sáng suốt. Đó là cái của huynh đệ có. Sau khi một thời gian ta nghĩ thiện làm lành, tụng kinh trì chú, mình mới hưởng được cái của chư Phật ban cho mình, thì phước báo mình vô lượng, trí tuệ mình sáng suốt. Đó là quả mà các vị nhận được từ cái sự tu tập luyện đạo của mình. Rõ chưa? Rõ không? Bây giờ nghĩ thiện làm lành, tụng kinh trì chú, mở mắt dậy là cái điều gì làm tốt lành cứ nghĩ tới, làm được gì tốt cứ làm. Hạ rảnh thì ngồi xuống tụng kinh để bớt tạo tác nghiệp. Hả, mình ngồi xuống tụng là mình hưởng những cái gì mà an lạc nhất trong lúc tụng. Tu mình được hạnh phúc, tức là mình đạt được kết quả như mong muốn. Còn nếu mà tu mà ngồi xuống tu mà không được an lành hạnh phúc, phải coi lại hôm đó mình bị cái gì. Cái đầu mình được thanh tịnh, ý nghĩ mình thanh tịnh hay không? Rõ chưa? Trước khi đi ngủ mình để sạch sẽ xong xuôi, ngồi xuống coi lại coi hôm nay cái tôi mình lớn hay ông Phật của mình lớn. Nếu ông Phật mình lớn, mình tiếp tục nghĩ thiện làm lành, tụng kinh trì chú, biểu lộ tánh yêu thương ba tánh chúng sanh, biểu lộ tánh Phật mình cho mọi người, tiếp tục làm năng nổ hơn nữa. Còn nếu thấy cái tôi của mình lớn, tìm cách đập đầu nó. Biết cái tôi của mình chưa? Ngã đó, bản ngã là cái tôi phàm phu tục tử, vô ngã là tánh tâm như của chư Phật. Hôm nay nãy ông kia cũng hỏi đấy nha. Ngã là cái tôi phàm phu tục tử thấp hèn của mình, vô ngã là Như Lai, là mẹ cha của vũ trụ. Vô ngã là một cái tánh thiêng liêng không hình không tướng, nhưng mà lại ngự trị trong cái bản ngã này. Nay thầy sẵn đây thầy nói rộng ra một chút xíu. Huynh đệ mà tu tập năng nổ thì bổn phận của chúng ta là mình diệt đi cái bản ngã phàm phu thấp hèn tục tử của mình ở đây nè. Cái tôi mình á, cái gì cũng tao nè, tôi nè, tôi nè, tôi, đó là bản ngã phàm phu thấp hèn của mình. Mình tụng kinh cho giỏi vô, mình sống cho tròn bổn phận để ba tánh chúng sanh á. Khi mà mình tốt quá tốt rồi đó, mình sẽ hòa nhập với vô ngã, tức là với cha mẹ Như Lai, là không còn cái tôi phàm phu tục tử nữa, mà cái tâm chân như của chư Phật, gọi là vô ngã. Lúc đó nó gọi là vô ngôn bất nhị, không còn lời nào nói nào để diễn đạt, mà chỉ có một mà thôi. Khi mà vô ngã rồi, chúng ta là cái phàm phu, tâm phàm phu biến mất, còn cái tâm chân như của chư Phật gọi là vô ngã. Lúc đó mình không có xưng tôi huynh đệ nữa, và cái huynh đệ là anh em của mình hết. Tất cả người chúng ta đều giống nhau, bởi cái tâm Phật đều giống nhau. Vô ngã là không hình không tướng, là cái tánh thiêng liêng ngự trị trong bản ngã của mình, tánh thiêng liêng trong người một, mà thế gian đặt tên là Phật tánh á, không? Còn cái tánh thiêng liêng này nó không hình không tướng, gọi là vô ngã. Mà tánh cái vô ngã này nằm trong bản ngã này. Nếu chúng ta sống trong bản ngã quá nhiều, chúng ta không thể nào còn bản ngã là dứt khoát, không bao giờ hòa nhập với vô ngã được. Còn nghĩa là không bao giờ thấy được cái tánh thiêng liêng của mình là Phật được. Giờ hiểu thế nào là vô ngã chưa? Không hình không tướng, không cao không lùn, không mập không ốm, không khôn không ngu, không sang không hèn, không giàu không nghèo, không cao không thấp, không dài không ngắn. Đó là vô ngã, tánh thiêng liêng ngự trị trong bản ngã phàm phu tục tử của mình đây. Nên để diệt cái bản ngã này, chúng ta phải ngồi xuống công phu năng nổ cho thiệt là nhiều, thiệt nhiều. Đến khi nào mà tam nghiệp vắng bạc thì lục căn thanh tịnh, ngũ uẩn biến mất, lúc đó mới độ nhất thiết khổ ách được. Hả, mà độ được nhất thiết khổ ách rồi, tự nhiên mình sẽ hòa nhập với vô ngã, là tánh thiêng liêng của trời đất á. Lúc đó cái phàm phu tục tử mình sẽ chết. Khi mà tầm tu tục đã chết rồi thì mình sẽ không thấy lỗi lầm của huynh đệ mình. Mình thấy rằng là Phật tánh không thôi. Con mắt mình nhìn thấy Phật tánh của huynh đệ. Nhưng các ngài dạy mình rất là rõ. Hãy nhìn Phật tánh trên gương mặt của mọi người trong từng hình thể. Một khi đứa bé chào đời thì Phật tánh nó ngự trị trong đứa bé đó rồi. Còn có nghĩa là tánh Phật ngự trị trong từng cá nhân chúng ta. Nhưng chúng ta bị thế gian pháp lấn áp quá nhiều đời nhiều kiếp, cho nên mình không chấp nhận Phật tánh này là của mình. Rõ không? Rõ chưa? Bây giờ biết mình là ai chưa? Biết chưa? Đã biết thế còn chờ chi nữa? Sao không ngồi gọi rửa thân tâm? Hả?
hả? Biết thế mà còn chần chờ thiệt là tội lỗi, phải không? Thì tụng đến chỗ đó là con người tánh Phật không sai, thân người cốt Phật chẳng sai bao giờ. Ta biết thế còn chờ. Chị nhỏ bên cạnh nó cười, nó ủa sao sư phụ phải hét lên chi vậy? Hét cho nó thức chứ. A Di Đà Phật cả nhà. Gì đó? Dạ, A Di Đà Phật. Nãy giờ bớt bệnh chưa? Dạ. Nói gì không? Dạ con, tụi con có vợ chồng con có học bên trường sinh học. Dạ. Dạ. Cũng hành trị bệnh. Lúc đầu thì hành trị quay. Hành trị bệnh hả? Dạ, học trị bệnh đó. Dạ. Trị bệnh bị hành. Dạ. Dạ đúng rồi, bị bệnh bị hành luôn. Đó là chính xác. Dạ. Đầu giờ thì chứng thực là có một gái con. Dạ. Nhỏ nó bắt đầu nó bé nó nhảy giường nhảy xuống đó thầy, cái đưa lên bệnh viện, nó giật xì một mép mà lên bệnh viện đó, bác sĩ bảo là giờ nó phải nằm im mới chụp CT được. Cái con nóng ruột quá, con nó hơi chở xuống Di Đồng, con nhà con ở Củ Chi. Cái đi giữa đường là bên bác con có trị bệnh này, bác vợ là vô cái viên đó là nhờ thầy trị con cái bé xong rồi con được mở được xa học á, và chị cho bé đó mà hả, sợ bệnh gì hả con dùng cái tình thương á thầy, dạy là cái dùng hết tình thương mình cho nó đi thì đúng rồi, là tự động nó hết. Dạ. Từ đó nó hết. Cái sau này ở gần nhà bắt đầu tụi con cũng đi chữa bệnh nhiều, nhưng mà như là càng ngày cái tụi con càng đi sai. Con tụi con bị đi sai đường á, tạo quá nhập ma. Dạ. Dạ rồi. Kiêu ngạo lâu quá thì cạo nhiêu. Dạ. À. Sống bằng cái nghề đó luôn. Cái xong sai đường. Thành ra nhà bị theo hoài, hai đứa nhỏ là vậy đó. Dạ. Đem nó về nhà mà. Sống chung với tụi nhỏ. Rồi cái đi giao cô bằng đó thì có ông bác ông cũng cũng mua máy bằng hay lắm, cái khác đi. Cái lên trộm cái cổ cư ông chị. Cái thầy giờ cái ông bác giờ chỉ thì giờ cái mình cũng đi theo làm theo cũng khác rồi. Rồi vậy hả? Dạ. Bây giờ đó là mình hành trị bệnh hay trị bệnh bị hành? Dạ, nhưng mà mình bị bệnh bị hành. À đúng, chính xác câu đó nè, câu đó hay nhất á. Dạ. Bởi vì mình trị bệnh mà mình không biết cái nghiệp báo của mình, không biết là người ta bị nghiệp, mình thò tay vô mình rờ vô tức là mình tiếp nghiệp. Dạ. Mình quan gia trái chủ nó bu vô mình. Rắn mắt á hả, phá hả? Ừ. Trời ghê luôn á hả? Ngầu quá ha. Ờ tự cao tự đại á, ừ, mình phá hết trơn. Ồ ghê quá ha. Đó, thấy dạ dột cho nó con dao hai lưỡi ra, mình xài người ta, người ta xài mình. Có vậy thôi. Nhưng mà dạo con thì nói chung là con tình xã hết, nhưng mà con đẹp làm cái lớn con. Nhưng mà con không làm được hai đứa nhỏ này. Nhỏ thì con làm, con buông ra làm được, nhưng con không đẹp còn xuống nó hả, con buông ra, vừa buông ra thì nó vô. Thì con không cho người ta siêu luôn, mà con chỉ làm người ta ri ra thôi. Dạ. Chứ con không giúp người ta siêu hẳn. Tức là tan trong không khí đó. Dạ. Thì khi người ta siêu là vậy nè, khi mình thấy cái vong đúng không? Mình niệm một câu chú á, mình thấy hai cái chân họ tan thành bột á, tan lên cái đầu luôn á, đó là siêu. Còn nếu con không thấy như vậy mà nó nhảy ra thôi, tức là nó còn ở đó. Đúng rồi, con thấy thì cái năng lượng mà của mình đưa vô là cực dương, thành ra phần âm nó phải tách ra. Nhưng mà cái nó yếu quá nó vô trở lại, thành ra con không đưa người ta đi được. Thì nhà con đầy nhóc, nhà trên hai đứa nhỏ bị.
Thật ra hai đứa nhỏ bị là bởi vì mình đã tạo tác nghiệp quá nhiều. Thì con biết là mình đã tạo nghiệp cho ông bà, và con mới chờ thầy là nói chung là nào được nghe tin thầy, người bất cứ thầy nào giảng được qua con khiến nó thích mình thầy à. Khi mà thầy giảng lên cái của quyền là con nói là con biết kiếm thầy được thầy để con học con bái. Nói gì? Nói chung là kiếm thầy mấy năm mà nói chung là không được chị. Hên quá, không kiếm được là mừng á. Những người mà hâm mộ thầy quá lâu lâu sẽ hâm dọa cho nên thầy sợ lắm. Dạ hai đứa nhỏ khỏe chưa? Dạ thầy. Thầy nè, thầy tụi con mà tu tụng huynh đệ đến vậy, nói thiệt sự nếu mà tu thì chỉ đi. Dạ ăn chay luôn chưa? Dạ ăn chay luôn. Chúc mừng cho con nha, Di Đà Phật. Không dám ăn luôn á. Ừ, tới lúc phải ăn chay rồi đó. Rồi anh dặn con hay con ăn chay luôn. Ừ, chúc mừng con. Bữa cho ăn trứng, con làm những người con nó thấy nó đòi trứng thèm quá. Con cho ăn trứng mà con thấy thử tội lỗi lắm hay sao á. Mà trứng thì trứng không có gà không có đóng đẹp. Mà thấy cho ăn một con người con thấy nó cứ nặng nề sao đâu. Không kệ đi, chuyện nó giống như thực vật cho thôi. À, huynh đệ suy nghĩ vậy, người chỉ thấy nhẹ nè. Cái trứng gà mà không trống là không giờ thành con, hay để là nó thúi. Một trái táo trên cây nó rụng xuống mà không ăn nó cũng thúi. Nó là tự động hủy. Tất cả những thức ăn mà các ngài ban cho chúng ta là có cái thời gian sống rất là ngắn hạn. Chẳng hạn cây cải mình trồng bao nhiêu tuần nó sẽ mọc lớn lên mình ăn đúng không? Nếu mình không ăn nó sẽ già, nó thoái hóa. Thì những cái đó mình hưởng dụng được. Còn tất cả những cái sống lâu dài như cái cây cái nọ kia mà lâu dài đó, mà mình đốn người ta mình chặt mình ăn á là mình hủy diệt, mình gọi là sát sanh. Còn những cái gì mà sống nó có thời hạn, mình trồng nó mọc lên mình ăn mà không ăn nó tự hủy diệt là mình ăn được. Là các ngài đã cho mình hưởng dụng những cái đó. Thật ra trứng gà gọi là công nghệ cũng vậy, công nghiệp cũng vậy, là thời hạn nó sẽ ngắn và nó sẽ chết, sẽ hư thối. Nói chung là hôm nay con có bác sĩ là sáng ngủ dậy là chỉ đọc ba lần chú Đại Bi, xong rồi chỉ mới đi học, đưa về ăn cơm xong con bắt buộc phải đọc tối ngủ đọc. Rồi bây giờ tập cho em đọc vãng sanh đi, nó khỏi bị đeo. Dạ thì hôm nay mới đọc vãng sanh nhưng chú Đại Bi thì nó gột thuộc từng phát một bài, còn chỉ này thôi bắt nửa bài. Vậy hả? Vậy là Phật chúc mừng tụi con, vậy là Phật giỏi đó. Ừ, mình là mình chuyển đi cái kia mình xài là mình tạo nghiệp á. Ừ. Ờ vậy cũng được. Chúc mừng tụi con nha, chúc mừng tụi con học đạo tinh tấn nha. Tu đi, cái đứa nhỏ lớn lên nó có cái phước báo sâu dày. Thấy ha? Dạ, thấy nhiều. Con đi dắt con đi nói chung là đi chơi đồ hết cái đó mẹ ơi. Mà sao một ma ngoài đường tối mà sao mà đông người quá vậy mẹ? Bình thường cũng đông mà, nó phải chờ ban ngày đâu. Con đi bị con dắt đi chơi đồ đâu. Huynh đệ, đứa con nít từ 1 tuổi đến 10 tuổi. Thầy xin phép con tên gì đó? Nguyên Hương. Từ 1 tới 10 tuổi á, khi sinh ra đứa bé vốn trong sạch, con mắt nó trong veo à. Nó thấy những điều chúng ta không thấy. Nó ngửi được những mùi chúng ta không ngửi được, nó nghe những âm thanh mà mình không nghe được, bởi vì nó trong sạch tinh khiết. Gọi là universal mind các con. Cái universal mind, they have the intelligence of the universe, tức là nó có cái sự thông thái của vũ trụ. Cho nên thấy những đứa bé, thấy vong linh rất là nhiều. Rồi chưa? Thưa thầy, cho con hỏi là cái tụng kinh với sám hối bà con bây giờ đó, trong nhà con mà đi chỗ tạ con với các con nghe tiếng chuông với tiếng mõ. Con nữa có mỏ nhưng mà có chuông, nhưng mà đấy ra cái chuông mà sám hối cái tụng kinh đó là đây là trong ông xã không chịu tiếng chuông, ông nghe tiếng chuông ông đau đầu thì con không cần chuông thì có bước không? Dạ thưa, cái phước với cái quả thì không biết, nhưng mà kệ, cô không có chuông không được không sao, cô tụng đi, còn phước cô được không được là tùy, thì cô có năng nổi hay không. Nhưng mà cô gõ chuông xả nhức đầu á, coi lại trong nhà cô của quyền còn đó. Dạ. Hay nữa, ông chống đối việc tu học của cô, ông không thích, nhưng thích thì ông đâu có đau đầu. Đâu, bình thường đâu có sao đâu cô, tùy duyên thôi nha. Tùy duyên cứ làm bình thường thì không có sao á, đừng có ngại. Kệ nó không chua không mỏ cũng được. Miễn sao cô tốt, càng lúc càng tốt là được rồi. Ở Di Đà Phật, phương tiện thôi mà. Nhưng mà phương tiện rất là lợi lạc, nếu biết sử dụng nha. Ở Di Đà Phật, chúc cô may mắn. Dạ. Rồi như vậy, chúng ta chỉ còn có 5 phút nữa thôi đó. Thì cũng mong rằng huynh đệ tiếp nhận chia sẻ và chia sẻ Phật Pháp, huynh đệ làm lợi lạc cho bản thân mình, cho gia đình, cho anh chị em,
trong gia tộc, nhất là của Huyền Thất Tổ, bà nội ngoại hai bên. Mình tu, mình không những chuyển cái nghiệp của mình mà chuyển luôn tất cả những của Huyền Thất Tổ chưa siêu, đồng thời giúp cho ông bà hiện tiền được khỏe mạnh. Cho nên cái tu của mình rất là lợi lạc, rất là lớn. Cho nên huynh đệ cố gắng trong việc tu tập để chuyển nghiệp cho mình, chuyển nghiệp cho gia đình. Nhất là em bé hồi nãy mà thầy nói bị tự kỷ đó, cha mẹ nó phải biết tu thì đứa con mới bớt bệnh được. Cái này nó lớn hơn. Dạ. Thì đứa bé nó mới hết bệnh được. Huynh đệ á, mấy em tự kỷ là cần phải, cha mẹ cần phải tu nhiều vô. Bởi vì đệ tử thầy cũng có những đứa con bị tự kỷ, thì chỉ nó cách làm á, thì con nó hết bệnh sau mấy tháng, 8, 6, 8 tháng, 9 tháng vậy đó. Đứa nhỏ hết bệnh, vì cha mẹ phải biết tụng để chuyển nghiệp cho mình, rồi chuyển nghiệp cho đứa nhỏ luôn. Nhớ không, cái cô nãy đưa đứa bé cho thầy á, đứa bé cần, cha mẹ nó cần phải tu, ăn chay. Chứ đừng có để đứa bé tự nhiên lớn lên á, tội nghiệp cho nó. Mình phải nghĩ tới nó nhiều hơn, bởi mình đưa nó ra là mình phải chăm sóc nó. Tại sao mà Như Lai cha mẹ của mình vẫn có trách nhiệm với mình? Bởi vì các ngài đưa mình ra đây, cho nên các ngài phải có trách nhiệm. Từ khi mình nhỏ đến lớn, từ khi mình không biết gì đến mình biết gì, từ khi mình chưa biết Phật Pháp đến ngày biết Phật Pháp, các ngài trông coi mình rất là kỹ. Nhưng mà mình vô minh quá mức, cho nên mình không hiểu được sự chăm sóc của các ngài. Mình cứ tục tục tạo lỗi lầm. Thực sự các ngài rất là có trách nhiệm với mình đó, nhưng mà mình vô trách nhiệm với các ngài. Chúng ta lúc nào cũng quay lưng đi, bỏ nhà đi thiệt là xa, không bao giờ quay lại. Khi đau khổ rồi, lết bằng mo, bò bằng mũng mới ngồi xuống kêu cha, kêu mẹ, khóc lóc. Chúng ta là người rất là nhiều lỗi lầm và rất là bạc bẽo với mấy ổng. Mà các ngài không bao giờ bỏ chúng ta, chỉ có chúng ta bỏ các ngài thôi, nhớ không? Nhớ chưa? Chỉ có chúng ta mới quay lưng lại chư Phật mà ra đi thôi, còn chư Phật không bao giờ bỏ chúng ta. Nhưng chúng ta ngồi xuống, chịu khó, năng nổ tu tập, mở tấm lòng ra thì các ngài sẽ đổ ân điển vào để hộ trì chúng ta. Cho nên huynh đệ phải biết rằng chúng ta luôn luôn được chư Thiên, chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ trong âm thầm. Phải nghĩ tưởng điều này để mình cảm niệm công đức của các ngài trong việc tu học. Nhờ biết cảm niệm công đức như vậy cho nên mới được các ngài dạy dỗ bảo vệ. Rõ chưa? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lắng nghe sự chia sẻ của thầy. Dạ, Di Đà Phật. Dạ, Di Đà Phật, con hỏi thầy. Con nhà con có ba mẹ thì mất, mình cúng cây chay tăng tốt không thầy? Dạ, nếu mà cứ làm chay tăng được cứ làm. Thầy không có dám nói tốt hay xấu. Chuyện cô cảm thấy làm được an lạc là cứ làm. Nếu cảm thấy giúp đỡ được ông bà cha mẹ được siêu cứ làm, theo cái hành nguyện của mình hoặc theo cái sự suy nghĩ của mình. Còn thầy khuyên tốt nhất là bản thân của từng cá nhân ngồi xuống tụng kinh giúp đỡ. Bởi vì các ngài siêu nhiều siêu ít là do cái tâm từ bi mình lớn hay nhỏ. Chứ còn nghi thức nghi lễ chỉ là của phong tục tập quán và của cái truyền thống thôi. Còn muốn được việc nhiều nhất là bản thân của chúng ta phải tự ngồi xuống, tự tu cho của Huyền Thất Tổ siêu sanh. Tự mình phải làm hết, bởi vì tình thương mình có dành cho ông bà, cha mẹ. Còn thầy với thầy Thiện Chí làm theo nghi mà thôi. Thành ra các vị siêu được không siêu được là do cái lòng đại từ đại biết mình lớn hay nhỏ, nhiều hay ít. Rõ chưa? Cho nên chúng ta là vai chính trong việc cầu siêu cho ông bà của Huyền Thất Tổ của mình. Còn các thầy thì làm chay tăng để phụ huynh đệ cái niềm tin lại vững mạnh hơn mà thôi. Dạ, Di Đà Phật. Thì không thanh tịnh, cô không có thanh tịnh cho cô không thấy, không được mong cầu. Bây giờ cô ngồi xuống an tịnh, cứ làm hết lòng mình đi, chuyện còn lại của mấy ông lo. Không được mong cầu, nhớ chưa? Mà tu tụng đại bi A Di Đà liên tục, không ngừng nghỉ, ngừng nghỉ. Chuyện gì là quyền lợi tâm linh mình sẽ có trong âm thầm, mà không cần phải mong đợi, mình chắc chắn mình sẽ có. Nhưng đúng thời điểm nào mình sẽ được hưởng điều này, nhớ không? A Di Đà Phật, chúc cô may mắn. Cảm niệm công đức huynh đệ đã lắng nghe sự chia sẻ của thầy. Mong rằng huynh đệ tiếp tục tu học, tụng cho giỏi vô, nghĩ thiện làm lành, tụng kinh trì chú, để chúng ta chuyển nghiệp của mình đã từng tạo tác trong quá khứ. Rõ chưa? Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch thượng tọa giảng sư đạo tràng Thích Thiện Chí của chúng con. Hôm nay được dựng diễn phúc được thượng tọa giảng sư văn lâm về tỉnh Tháp Thiện Chí của chúng con. Ngài đã không ngại đường xa xa xôi, Ngài đã đem ánh sáng của Phật Pháp, lời giáo huấn của sư phụ như đạo vàng của sư phụ đã chứng đắc về chú Đại Bi và những phương pháp mà Ngài đã thực nghiệm thực chứng. Ngài đã nói trận đáy lòng trong tái trim của chư Phật sư phụ đã truyền đạt ngọn giảng pháp
mà cơn mưa pháp của sư phụ thì bên mông, nước mưa thì mưa xuống. Thế nhưng những ngọn cây của chúng con rất là bé nhỏ, thì những ngọn cây ở đây người mới tu, người mới tập tu, cho nên pháp phụ tinh hoa của sư phụ chỉ được ít hỏi, thì chúng con xin sám hối sư phụ. Chúng con tu kém thì sư phụ cũng quan hỷ cho chúng con, sư phụ gán dìu dắt chúng con, đừng bỏ chúng con. Tại vì nơi đây thì tất cả Phật tử ở đường xá xa xôi, quý vị thì tập tu, quý vị ở xa có cô không? Quý cô ở Gia Lai, Đắk Lắk, Tiền Giang, Rạch Giá, những cô cũng tận đến hết tâm thành mà muốn đến đây nghe pháp. Sư phụ thì thương, sư phụ dạy thì chúng con cũng nguyện tinh tấn tu hành. Vì chúng con không học hỏi, không có nhiều được, cho nên hỏi những cái lời hỏi cũng chưa dám hỏi sư phụ. Thì sư phụ cũng giảng pháp, thì sư phụ cứ giảng cho chúng con nghe. Chúng